không phải là điều dễ dàng. Nhưng bóng chuyền nước Quảng Ninh đã từng làm được điều đó trong những năm cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21. Đây là những trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài trên lưới là ông Nguyễn Minh Mẫn và trọng tài dưới lưới là ông Hồ Minh Tránh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của Quảng Ninh. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Narachata tung vào sân gồm có số 2 Lê Thị Mỹ Xuyên, số 5 Đào Thị Nhung, số 10 Thụy Vĩ, số 11 Nathanicha Jai Sen, số 14 đội trưởng Vi Thị Như Quỳnh, số 16 Lê Thị Hồng và libero bên phía Quảng Ninh đó là số 18 Lê Thị Yến. Đây là huấn luyện viên Narachata, David Wicha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của quy chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Huấn Phạm Minh Dũng ngày hôm nay tung vào sân gồm có số 7 Phạm Thị Nguyên Anh, số 11 Hoàng Thị Kiều Trinh, số 12 Phạm Thị Hiền, số 16 Blum Dịt, số 17 Nguyễn Thị Phương, số 19 đội trưởng Đoàn Thị Lâm Oanh và libero số 10 Đàm Thị Thúy Linh. Đây là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng của binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Trước sức mạnh tương đối vượt trội của các cô gái áo lính cùng với sự cổ vũ của các khán giả nhà thì có thể nói binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước đánh giá cao hơn Quảng Ninh rất nhiều. Trong trận đấu đầu tiên này thì các huấn luyện viên bên phía Quảng Ninh thi đấu trong trang phục áo hồng và ở phần sân bên trái màn hình của quý vị và các bạn sẽ là pha phát bóng của Jai Sen. Điểm số đầu tiên thuộc về Quảng Ninh. Cuộc bóng đã chạm vào tay chắn và rơi sang phần sân bên phía binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. 1-0. Pha bóng các trọng tài xác định và tay chắn bên phía binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước đã chạm lưới. Thêm một điểm nữa dành cho cao trò của huấn luyện viên Narachata. Xác định là có điểm cho binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Sẽ có khiếu nại tới từ Quảng Ninh khi cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn trước khi đi ra ngoài. Và nhìn kỹ lưỡng của các trọng tài chúng ta thấy là điểm được xác định cho Quảng Ninh. 3-1. Thank you.
vào trong cuộc, nỗ lực cứu bóng của các cô gái Quảng Ninh. Nhưng chúng ta chưa đủ để ngăn cản. Lại là Kiều Trinh. Đó là tình huống phối hợp, một chân sau đầu rất ăn khớp. Ba đều. Sẽ là tình huống phát bóng của lão tướng Mỹ Xuyên bên phía Quảng Ninh. Như vậy là các trọng tài sẽ tiếp bóng vẫn trong sân và bỏ nhỏ tốt của Quảng Ninh 5-7. Tiếp của Nguyễn Anh. Bỏ nhỏ hay của Natasha Zaisen.
đút cho Quảng Ninh sang bàn tỷ số 8 đều. Ra ngoài đường bóng hơi vơi của Zai Saen, không có vẻ như đó là cái đường bóng không thể cầm của Như Quỳnh. Lương Dịch thật khó tin, năm nay cô 41 tuổi vẫn đang thi đấu vẫn rất ấn tượng. Thời kỳ thi đấu đỉnh cao nhất của Bloom Xịt có lẽ là năm 2009 khi mà cô cùng với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đánh bại Trung Quốc 3-1 để lần đầu tiên với châu Á. Trận chung kết năm đó được thi đấu trên nhà thi đấu Quần Ngựa của Hà Nội. Và phát bóng dứt điểm trực tiếp của Như Quỳnh, đó là pha phát bóng hiểm từ Quỳnh Quy Lực. Chúng ta chỉ trở lại tình huống vừa rồi, 12 đều. Có những trao đổi nhanh với các học trò của mình. Xem bên luống này, nghe bên ngoài. Hâm, bằng lúc thể là bay, bay có bay rồi. Nếu mà em thấy bóng đấy. Con giọt này, con giọt ngay. Bây giờ ba. Go.
thể cứu bóng thành công. Nỗ lực bất thành rất giỏi của Nguyễn Thị Phượng. 13-15 điểm cho Quảng Ninh. Quá tốt. Ghi điểm ấn tượng của Thụy Vy. Sáu mười bốn. Bóng trong sân và đội bóng trên lưới thành công vừa rồi có lẽ của Đào Thị Nhung. Libero bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước là Âu Hồng Dung đã được tung vào sân. Thêm một tình huống đập bóng cực mạnh sau mạnh 3m của Vi Thị Như Quỳnh. 16 đều rồi. Đấu đầu tiên của đối đầu giữa Quảng Ninh và binh chủng thông tin trường tư Bình Phước đang diễn ra khá gay cấn. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 17 đều. Trước của đội bóng được đánh giá rất mạnh như binh chủng thông tin trường tư Bình Phước, nhưng Quảng Ninh đang chơi cực ấn tượng. Chân sau đầu. Mười tám đều. Đó là tình huống ghi điểm của Như Quỳnh. Đây đang là thời điểm rất quan trọng của set đấu. Các tay chắn bên phía của mình đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản. Binh chủng thông tin trường tư Bình Phước ghi điểm. Cho Quảng Ninh.
19 đều rồi. Trong set đấu này, bên phía Quảng Ninh quyết định xin tạm dừng hội ý. Đây còn đi em thần. Ok. Còn đi bóp luôn có bên nào không? Bóp luôn có bên nào? Luôn có bên nào? Ok, bên em mình cái khe họp một. Ok, let's go, let's go. Trở lại hội ý, mình vẫn tiếp tục mất điểm 22-19 cho Bình Chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước. Bóng đi ra ngoài và chưa chạm vào tay chắn. Tiếp tiếp trong chung thông tin Trường Tư Bình Phước sau bóng thời gian tạm dừng hợp lý của Quảng Ninh, và bây giờ khoảng cách giữa hai đội đã là 4 điểm rồi, khoảng cách tương đối sâu. Sự thay đổi người bên phía Quảng Ninh, Minh Nhâm với Dũng Tát Tà cùng vào sân. Sau thì hiện pha cứu bóng 20-24 để dứt bóng vừa rồi là của đội trưởng Lâm Oanh. Bước lần đầu tiên ở trong trận đấu này xin tạm dừng hội ý. Nào là chúng ta tham gia.
Thêm một điểm nữa dành cho Quảng Ninh, 22-24. Đã có 3 tình huống cứu set point thành công. Thêm một lần nữa, phía Minh Trùng tìm trở về Bình Phước, huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã quyết định xin tạm dừng thi đấu thứ hai. Của các cô gái Quảng Ninh và bây giờ họ chỉ kém Minh Trùng Thông Tin Trường Tư Bình Phước có đúng một điểm thôi. Rõ ràng trước khi bóng rơi xuống sàn thì tay của Nguyễn Anh đã chạm vào lưới. Đến bây giờ không còn bất cứ cơ hội nào dành cho Quảng Ninh ở trong trận đấu này nữa. Cuộc ghi điểm vừa rồi có lẽ là cuộc điều chỉnh và Minh Trùng Thông Tin Trường Tư Bình Phước đã kết thúc trận đấu đầu tiên với chiến thắng 25-23. Đúng là điều chỉnh. Đây ấn tượng của số 11 bên phía Minh Trùng Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Chúng ta sẽ tạm nghỉ phút theo dõi lại những tình huống đáng chú ý trong set đấu vừa rồi trước khi đến với set đấu thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với nhà thi đấu Đà Nẵng của tỉnh Bình Phước để theo dõi set đấu thứ hai cuộc đối đầu giữa Quảng Ninh và Minh Trùng Thông Tin Trường Tư Bình Phước tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2024 giai đoạn 1 của giải đấu. Sau set đấu đầu tiên thì lúc này Minh Trùng Thông Tin Trường Tư Bình Phước đang dẫn trước Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Thuộc về Minh Trùng Thông Tin Trường Tư Bình Phước.
chắn bóng tốt. Tỷ số được xếp bằng 1-0. Không quá lớn của Thanh Phương. 2-1 cho Quảng Ninh. Mình đang chơi rất đa dạng. Chúng ta cùng xem lại pha đá bóng chuẩn xác vừa rồi của Như Quỳnh. 3-1 cho Quảng Ninh. 4-1. Chắn lên phía chủ nhà sẽ có khiếu nại.
này từ ban huấn luyện của chúng ta cùng chờ đợi những góc máy kỹ thuật. Nếu như bóng chưa chạm vào các tay chắn bên phía chủ nhà thì sẽ có điểm dành cho binh chủng thông tin trường Tân Bình Phước. Bóng đã chạm, bóng đã sượt qua tay của các tay chắn bên phía binh chủng thông tin trường Tân Bình Phước. Và quyết định của các trọng tài là chuẩn xác. Quá hay, một tình huống hợp La Land kết thúc lần điều chỉnh 6 năm của công ty trường tôi. Thêm một điểm nữa, một lần tuyệt vời của Kiều Trinh. Như thấy sức sướng của số 11 bên phía binh chủng thông tin trường Tân Bình Phước đóng tốt như thế nào. 7 năm. Đó là pha phát bóng đi ra ngoài, đây đáng tiếc. Hỏng vừa rồi là của Phạm Thị Hiền. 6-7. Giúp cho Quảng Ninh xem bằng tỷ số 7 đều. Rất tốt. Chưa chạm tay chắn, sẽ có khiếu nại bên phía Quảng Ninh. Chưa có những góc máy kỹ thuật để chúng ta xem bóng đã
chạm vào tay trắng bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước hay chưa? Điểm được xác định cho Quảng Ninh. Đã có những tranh cãi xảy ra ngay cả những góc máy quay trọng của các vận động viên chụp thông tin trường tư Bình Phước cũng cho rằng bóng chưa chạm vào tay chắn, nhưng trọng tài thì nói có. Và điểm cho Quảng Ninh 8-9. Sự ngơ ngác của huấn luyện viên Phạm Đình Dũng. Trực quan dường như những góc máy quay chậm cho thấy bóng chưa chạm vào tay chắn bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Đang xem xét lại thêm những góc máy để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Quảng Ninh, điểm thuộc về thầy trò huấn luyện viên Nanachata. 8-9. Và bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước xin tạm dừng hội ý. Như do những sự cố đầu tiên thì trình diễn của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước ở trong trận đấu thứ hai này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tata Chue Ulim điểm số liên tiếp được ghi cho Quảng Ninh 12-9. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đã là 3 điểm và khá bất ngờ khi Quảng Ninh mới là đội đang dẫn trước. Binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Ghi điểm 14-11. Cho Quảng Ninh 15-13.
Chúng ta hãy chờ xem khiếu nại có thành công hay không. Khiếu nại của ban huấn luyện đến phía Quảng Ninh. Chắn bóng tốt, đưa bóng vào trong cuộc, nỗ lực tuyệt vời của Quảng Ninh. Tata. Đó là pha đập bóng xuyên chắn của Sutata. Bóng đi ra ngoài. Điểm cho Quảng Ninh. 18-16. Đó là Nguyễn Thị Phương. Thank you.
19-18. Khiếu nại bóng chạm vào tay chắn trước khi đi ra ngoài của binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Nhưng họ vẫn có điểm. 22-21 cho Quảng Ninh. Tình huống đánh bóng với vừa rồi đó là của Sutata.
Chưa, bóng chưa chạm vào các tay chắn. Và điểm cho Minh Trung Thông Tin Trường Tơi Bình Phước 22 điểm. Tata 23-22. Điểm vừa rồi. Một pha đánh bóng sau vạch 3m nhưng hãm lực rất tốt. Điểm sau đó thì Quảng Ninh đã một điểm đầy đáng tiếc với pha bóng đi ra ngoài của Sutata. 23-24 vẫn còn cơ hội giành set point cho Quảng Ninh. Chiến thắng thuộc về Quảng Ninh 25-23. Một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Ratchata đã chơi đầy ấn tượng khi có những tình huống lên điểm rất tốt, và trong những thời khắc quyết định họ vẫn giữ được sự tập trung để ghi những điểm quyết định. Tỷ số sau hai trận đấu bây giờ là 1-1. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với trận đấu thứ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với nhà thi đấu đa năng của tỉnh Bình Phước để đến với set đấu thứ 3 cuộc đối đầu giữa Quảng Ninh và Minh Trùng Thông Tin Trường Tơi Bình Phước trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia 2024. Đây đang là những trận đấu trong giai đoạn 1 của mùa giải.
bóng đi ra ngoài. Sparta đã rút gọn lên sân bóng tỷ số 1-0. Không qua lưới. Hai một cho Quảng Ninh. Điểm nữa dành cho Quảng Ninh, 3-1. Một cho Quảng Ninh rồi, một điểm liên tiếp dành cho Quảng Ninh, 5-3. Và thêm một điểm nữa dành cho Quảng Ninh, 6-3. Trong trận đấu thứ ba này, huấn luyện viên Phạm Đình Dũng sớm xin tạm dừng hội ý thôi. Và đúng như vậy, ban huấn luyện của Binh chủng Công ty Trường Tư Bình Phước đã xin tạm dừng hội ý. Có điểm để cho đội chủ công ty Trường Tư Bình Phước 4-6. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Anh, 5-6. Có khiếu nại về tình huống mà
Ban huấn luyện bên phía Quảng Ninh cho rằng tay của Nguyệt Anh đã chạm vào lưới trước khi bóng rơi xuống sàn. Cho Quảng Ninh 7-1. Thank you.
Và bên phía Quảng Ninh đã quyết định xin tạm dừng hội ý lần đầu tiên ở trong set đấu. Thời gian tạm dừng hội ý đã hết. Qua lưới 11-9. Số 11 Giai Xe Nathani Cha được tung vào sân. Bóng đi ra ngoài 10-12. Bóng ghi điểm ấn tượng vừa rồi đó là của Như Quỳnh, 12-13. Trường Tiêu Bình Phước thiết lập. Chắn bóng tốt. 15-12. Lúc này thì vị chủ thông tin Trường Tiêu Bình Phước đang dẫn trước Quảng Ninh với khoảng cách 3 điểm. Không thành công.
Máy tính điểm của binh chủng thông tin trường từ Bình Phước đã bị chặn lại. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 13-15. Một điểm nữa dành cho Quảng Ninh. 14-15 rồi. Đôi chút lợi thế về mặt tinh thần. Chúng nó là chưa đủ để ngăn cản tình trạng thông tin chúng ta bị phương kỳ điểm 16-15. Xin tạm dừng hội ý. Xuất càng thì là tem. Mấy bên này xuất càng. 8 mét các vị máy. Let's go. Sở vạch 3 mét đi ra ngoài. 19-15. Su Tata đã được đưa trở lại sân bên phía Quảng Ninh. Thành công của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước 16-19. Chặn bóng thành công 17-19. Rồi những điểm số liên tiếp được Quảng Ninh ghi. Và lúc này thì khoảng cách giữa hai đội chỉ còn một điểm thôi.
giờ thì điểm số đã được ghi cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. 20-18. Vẫn là lợi thế dẫn trước dành cho các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Bỏ nhỏ không thành công. Tình huống bỏ nhỏ không thành công vừa rồi là của Blomzit. 19-20. Cũng sẽ là tình huống ghi điểm vừa rồi của binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Một pha bỏ nhỏ rất nhanh của Linh Chi. Một điểm nữa dành cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. 22-19. 3 điểm là khoảng cách giữa hai đội và cũng là khoảng cách để cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước có thể giành chiến thắng ở trong set đấu này. Những điểm số vô cùng quan trọng được ghi cho các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Người đã ghi điểm ở trong tình huống vừa rồi là Nguyễn Thị Phương. Tình huống phối hợp nhanh, chuẩn xác của các cô gái bên phía binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và sẽ có set point dành cho đội chủ nhà. 24-20. Tình huống phát bóng bay không thành công của Linh Chi. 21-24. Chưa có điểm số quyết định ở trong set đấu này cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Các thầy trắng của Quảng Ninh đã hoạt động quá tốt và rút ngắn tỷ số xuống còn 22-24. Bên phía binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước đã quyết định xin tạm dừng hội ý. Thank you.
Và như vậy là set đấu đã khép lại với chiến thắng thuộc về binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Niềm vui của các cổ động viên chúng ta có mặt tại nhà thi đấu đa năng của tỉnh Bình Phước. Và bỏ nhỏ chuẩn xác vào lỗ đồng xu của Nguyễn Thị Phương, giúp cho cao trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng giành chiến thắng trong set đấu này với tỷ số 25-22, qua đó vươn lên dẫn 2-1. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với set đấu thứ tư của trận đấu này. Phát bóng của Linh Chi. Chặn bóng tốt. Điểm số đầu tiên thuộc về binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. 1-0. Qua lưới khá đáng tiếc, đó là một đánh bóng không qua lưới vừa rồi là của Nguyễn Thị Phương. Bước một không thành công, thêm một tình huống mắc lỗi của Nguyễn Thị Phương. 2-1 cho Quảng Ninh. Thank you.
Pha xử lý của đội trưởng Như Quỳnh bên phía Quảng Ninh vào 4-1. Bên phía Binh Chủng Thông tin truyền từ Bình Phước thì bóng đá sượt qua đầu của một vận động viên bên phía Quảng Ninh trước khi đi ra ngoài. Bên phía Binh Chủng Thông tin truyền từ Bình Phước đã quyết định xin tạm dừng hội ý. Điểm số thuộc về Quảng Ninh 5-1. Và ghi điểm của Nguyễn Thị Phượng. Đã chạm vào tay chân lên của Quảng Ninh và chuyển sang phần sân của đội bóng này. Tỷ số được xóa xuống còn 2-5. Điểm cho Quảng Ninh 6-2. Nỗ lực cứu bóng của Kiều Trinh là tốt, nhưng cô đã không thể hãm được quán tính để chân sang phần sân bên phía Quảng Ninh. Vẫn là khoảng cách 4 điểm được tạo ra cho các học trò huấn luyện viên Narachata. Chắn bóng thành công. Thêm một điểm nữa dành cho Quảng Ninh, 8-3. Của Binh Chủng Thông tin Trường Cơ Bình Phước. Mỗi để tay chạm lưới. Đó là khiếu nại bên phía ban huấn luyện của Binh Chủng Thông tin Trường Cơ Bình Phước.
cũng như quyết định của các trọng tài. Không thay đổi và lúc này thì Quảng Ninh đang dẫn trước Binh chủng Thông tin Triều Tiên Bình Phước với tỷ số 9-1. Trong sân có thủ môn trọng bóng tốt 5-9. Nguyễn Anh phát bóng. Bỏ nhỏ ra ngoài. Bỏ nhỏ ra ngoài vừa rồi là của Như Quỳnh. Trận đấu họ đang dẫn trước khá sâu trước Binh chủng Thông tin Triều Tiên Bình Phước. Có 4 điểm liên tiếp được tạo ra và bây giờ họ đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 16. Rất nhiều khó khăn. 12-7 rồi. Quá đáng tiếc, có tình phân bóng đi ra ngoài của Minh Nhâm. 8-12. Bóng ra ngoài, điểm cho Quảng Ninh, 13-8. Chủng Thông tin Triều Tiên Bình Phước trong set đấu này có sai số khá cao và huấn luyện viên Phạm Minh Dũng xin tạm dừng góp ý. Thank you.
gian tạm dừng hội ý đã hết. Và trận đấu sẽ tiếp tục với cú phát bóng của Sutata, một trong những huấn luyện viên phát bóng rất khó chịu bên phía Quảng Ninh. Đáng tiếc vừa rồi thì huấn luyện viên Thái Lan phát bóng đi ra ngoài, giúp cho binh chủng thực tình trở về một chút thắng tỷ số xuống còn 9-14. Bóng đi ra ngoài, tình huống đánh bóng đi ra ngoài vừa rồi là của Đào Thị Nhung. 11-14, 3 điểm liên tiếp cho binh chủng thông tin trường đội Bình Phước. Lần này thì binh chủng thông tin trường đội Bình Phước đã không thể ngăn cản Quảng Ninh ghi điểm sau pha đập bóng thành công của Như Quỳnh. 15-11. Mười sáu mười một cho Quảng Ninh. Thêm một tình huống ghi điểm của Như Quỳnh, bóng đã chạm tay chắn bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước và rơi sang phần sân của đội chủ nhà. Pha phối hợp không thực sự ăn khớp, sức sườn của vận động viên bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước giúp cho họ giúp tăng tỷ số còn 12-16. Bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước, số 15 Mỹ Hằng vào sân thay cho số 7 Nguyễn Anh. Sức mạnh của Như Quỳnh, 17-12, lại là khoảng cách 5 điểm. Quỳnh đang có phong độ rất cao. 3 điểm liên tiếp của Quảng Ninh được ghi do công của Như Quỳnh. Một điểm nữa dành cho Quảng Ninh, 19-12. Lại là Như Quỳnh. Lần này thì cú đập của Như Quỳnh đã không thể vượt qua các tay chắn bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Tỷ số được xung quanh vẫn còn 13-19, vẫn là một khoảng cách rất sâu, 6 điểm đang nghiêng về Quảng Ninh.
Lần này thì nỗ lực dưới bóng của Như Quỳnh đã thành công. 20-13. Phát bóng không qua lưới. Số để sút ngắn xuống còn 14-20. Chắn bóng thành công. Tình huống chắn bóng thành công vừa rồi là của Mỹ Xuyên. 21-14. Những sự thay đổi người liên tiếp bên phía binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Rung Xịt và Kiều Trình đã được rút ra nghỉ, có lẽ để sẵn sàng cho set đấu thứ 5. Lúc này thì khoảng cách giữa Quảng Ninh với binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước đã là 7 điểm. Rất khó để cho đội chủ nhà có thể lội ngược dòng trong set đấu này. 22-14. Phát bóng của Việt Hương rất khó chịu. 16-22. Đình đã quyết định xin tạm dừng hợp ý. Tuyệt vời, đó là pha ghi điểm của Sutata. 23-17. Tiếc cho đi ra ngoài vừa rồi của các cầu thủ Quảng Ninh. Phát bóng là của Minh Nhâm. 18-23.
24-18 rồi. Và sẽ có khá nhiều cơ hội dành set point cho Quảng Ninh. Họ đang đến rất gần với chiến thắng ở trong set đấu thứ tư này. Qua đó sẽ bằng tỷ số 2 đều trước Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Cho Quảng Ninh 25-18 là chiến thắng mà Quảng Ninh có được trước Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước ở trong trận đấu thứ tư. Qua đó sẽ bằng tỷ số 2 đều của đối đầu giữa Quảng Ninh với Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước sẽ phải bước vào trận đấu thứ 5 để quyết định xem đội nào sẽ là đội giành chiến thắng. Liệu Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước sẽ có chiến thắng thứ 5 của mình tại giải vô địch quốc gia năm nay, hay Quảng Ninh sẽ có chiến thắng đầu tiên của mình? Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong ít phút nữa. Trận đấu thứ 5, trận đấu quyết định giữa Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước và Quảng Ninh. Đây là trận đấu mà Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước là đội giành quyền giao bóng trước.
một đều. Đấy, bóng rất ấn tượng. Chúng ta cùng trở lại và đập bóng sau vạch 3m vừa rồi của Như Quỳnh. Như Quỳnh đang chơi rất cháy trong màu áo của Quảng Ninh trong trận đấu ngày hôm nay. Hai một cho Quảng Ninh. Bóng đi ra ngoài và chưa chạm vào tay chắn bên phía Quảng Ninh. 3-1. Lại bên phía binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước khi ban huấn luyện của đội bóng này cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn bên phía Quảng Ninh trước khi đi ra ngoài. Chúng ta cùng chờ xem những con máy kỹ thuật để xem quyết định của trọng tài có chuẩn xác hay không. Bóng chưa chạm vào tay chắn. Ba một cho Quảng Ninh. Đây là một ghi điểm nữa của đội trưởng Như Quỳnh. 4-2 cho Quảng Ninh. Như Quỳnh đã chơi quá hay. Tuyệt vời. Một pha vừa ghi điểm ở vị trí số 3 của Quảng Ninh, nâng tỷ số lên 5-2. Cách 3 điểm lại tái lập cho Quảng Ninh. Tôi nhớ trong set đấu thứ 5 này thì các vận động viên chỉ đánh chạm 15. Đã không có quá nhiều không gian để sửa chữa những sai lầm.
nữa của Như Quỳnh. Bóng đã chạm tay chắn trước khi đi ra ngoài. Có vẻ như các trọng tài xác định bóng chưa qua lưới, và bên phía Quảng Ninh đã có sự khiếu nại về việc tay chắn bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Để tay chạm lưới. Không, như vậy là khiếu nại chuẩn xác về việc bóng đã chạm vào tay chắn trước khi đi ra ngoài. Và có điểm cho Quảng Ninh. 7-4. Những set đấu quyết định, phong độ chói sáng của Như Quỳnh đang giúp cho Quảng Ninh có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia năm nay. Bây giờ hai đội sẽ đổi sân. Lợi thế dẫn 3 điểm là tương đối ấn tượng của Quảng Ninh, và nó đủ an toàn nếu như các học trò của huấn luyện viên Narachata tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại. Quảng Ninh 9-6. Đội trưởng Lâm Oanh đang nhắc nhở các đồng đội của mình cần phải hết sức tập trung. Những chủ thông tin trường Tây Bình Phước đang đối mặt với trận thua đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia năm nay. 16. Quảng Ninh ngày hôm nay càng thi đấu càng hay. Họ đang dẫn trước với trung tâm tình trường Tây Bình Phước với 4 điểm ở trong set đấu thứ 5 này. Và bên phía chủ nhà, binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước đã quyết định xin tạm dừng hội ý rồi. Quảng Ninh có thêm điểm số. Lần này thì đã có điểm cho Quảng Ninh rồi. Người ghi điểm đó là Sutata.
11-7. Với những tình huống phát bóng của Sutata thì là một thử thách cho binh chủng thông tin Trường Tơ Bình Phước. Phòng thủ rất kiên cường. Có điểm cho Quảng Ninh 12-7. Khoảng cách giữa hai đội đã là 5 điểm và Quảng Ninh đang tiến rất gần đến chiến thắng trước binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Họ còn 3 điểm nữa là có thể kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về mình. Vẫn là những tình huống phát bóng sẽ rất khó chịu của Sutata. Như vậy là bên phía binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước lần thứ hai trong set đấu này quyết định xin tạm dừng hội ý. Mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều so với những gì mà người ta dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra. Thời gian tạo dừng hội ý đã hết và chúng ta sẽ cùng đến với những điểm số quyết định của trận đấu giữa Quảng Ninh với binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Rất cố gắng, Quảng Ninh đã không thể ngăn cản Kiều Trinh ghi điểm trong bóng vừa rồi. Đối đầu giữa Quảng Ninh với binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước có diễn biến rất tương đồng với phong độ của Kiều Trinh bên phía đội chủ nhà và Như Quỳnh bên phía Quảng Ninh. Chắn bóng thành công 9-12. Hai điểm liên tiếp cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước trong những trận đấu đầu tiên. Đội chủ nhà có được những set thắng và phong độ tốt của Kiều Trinh thì ở chiều ngược lại khi Quỳnh Như đạt phong độ cao thì Quảng Ninh đã có những chiến thắng để đưa trận đấu bước vào set đấu thứ 5. Bóng ngoài 10-12. Và bây giờ thì những diễn biến của trận đấu sẽ cực kỳ khó lường. Khiếu nại bên phía Quảng Ninh khi cho rằng bóng đã sượt vào tay chắn trước khi đi ra ngoài. Chúng ta cùng chờ những góc máy kỹ thuật. Dường như bóng chưa chạm vào tay chắn, đúng vậy. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 10-12. Bây giờ thì đến lượt Quảng Ninh xin tạm dừng hội ý để tắt đà hưng phấn của binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Tiếp tục trở lại với tình huống phát bóng của Phạm Thị Hiền. Bỏ nhỏ thành công vào lỗ đồng xu và ghi điểm của Lê Thị Hồng 13-10. Quá mạnh, rất đáng tiếc cho cú phát bóng vừa rồi của Đào Thuận Hùng.
11-13. Đây đang là những điểm số rất quan trọng và không nên mất điểm bởi những tình huống lãng phí như vừa rồi. Tuyệt vời! Thêm tình huống ghi điểm nữa của Lê Thị Hồng. 14-11 và sẽ có 3 cơ hội giành match point cho Quảng Ninh. Và đập bóng xuyên trắng cực kỳ ấn tượng. Và cơ hội để cho Quảng Ninh có chiến thắng đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia năm 2024. Ngoài của Nguyễn Anh, khiếu nại bóng chạm vào tay chắn. Hãy chờ xem trận đấu sẽ kết thúc ngay sau tình huống vừa rồi hay sẽ cần phải thêm những điểm số nữa. Có cảm giác như bóng chưa chạm vào tay chắn khi bóng vượt qua lưới khá xa. Không, góc máy này cho thấy bóng đã chạm tay chắn rồi. Khiếu nại chuẩn xác, trận đấu vẫn chưa thể kết thúc. 12-14, rất kịch tính. Còn 2 cơ hội giành match point nữa cho Quảng Ninh. Lần này thì không có gì có thể ngăn cản Quảng Ninh giành chiến thắng nữa rồi. 15-12. Quảng Ninh đã có chiến thắng đầu tiên của mình ở giai đoạn 1 tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2024. Và ấn tượng hơn cả, bại tướng của họ trong trận đấu ngày hôm nay đó là đội bóng đang có phong độ cực cao, Binh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Đội bóng có lợi thế sân nhà, có được phong độ ấn tượng và được đánh giá cao hơn rất nhiều Quảng Ninh. Nhưng cuối cùng thì thầy trò huấn luyện viên Narachata đã có chiến thắng đầy ấn tượng 3-2 trước cao trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Một chiến thắng đầy quả cảm. Đây là trận đấu mà Quảng Ninh liên tiếp bị dẫn trước, nhưng họ kiên cường sa bằng tỷ số và giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 5, set đấu quyết định. Xin được chúc mừng các cô gái Quảng Ninh với chiến thắng ngày hôm nay.